Xin chào các bạn đã từng nghe đến những ông chúa công nghệ chưa? Có lẽ sẽ không cần bà Hòa gì thêm nữa, vì cái tên đã nói lên tất cả rồi. Điều đặc biệt mà F muốn nói là việc những ông chúa này giờ đây đã chọn quy tụ hết lại ở mảnh đất Việt Nam để làm tổ cho riêng mình rồi các bạn ạ. Nhưng các bạn cũng biết đặc tính sống của loài ong rồi đó, nơi nào mà không có nhiều hoa thơm mật ngọt thì chúng sẽ không chọn xây tổ. Và những con ong chúa công nghệ này cũng thế, không phải nơi nào ở Việt Nam cũng được chọn để họ xây lập cơ nghiệp. Người ta gọi những ông lớn công nghệ như Samsung, LG, Canon, Foxconn là những con ong chúa. Và theo khảo sát của giới chuyên gia, thì miền Bắc Việt Nam mới chính là mảnh đất màu mỡ, nhiều hoa thơm cỏ ngọt mà những con ong chúa này ưu tiên nhắm đến. Ad đang thử tưởng tượng, nếu mình là con ong, thì với cái sự mù đường mù lối này của Ad, có khi đến héo đời cũng chưa tìm được chỗ nào ngon nghẻ mà làm tổ các bạn ạ. Báo quốc tế Cushman & Wakefield đã nhận định, miền Bắc Việt Nam, cánh tay nối dài của công xưởng toàn cầu. Hay tờ Research cũng khẳng định, miền Bắc Việt Nam, nam châm thu hút đầu tư nước ngoài. Theo các tờ báo quốc tế thì, miền Bắc Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành cánh tay đắc lực của công xưởng thế giới và là trung tâm sản xuất linh kiện điện tử của toàn cầu. Nhưng tại sao các nhà đầu tư lớn của thế giới lại nhận định như vậy? Hay nói cách khác thì vì sao các ông chúa công nghệ như Samsung, LG, Canon, Foxconn đều chọn làm tổ ở miền Bắc? Lý giải nguyên nhân của hiện tượng làm tổ tập trung này, báo quốc tế Cushman & Wakefield đưa ra nhận xét. Miền Bắc Việt Nam được đánh giá là khu vực giàu tiềm năng phát triển kinh tế, có vị trí địa lý quan trọng và là một phần trong chuỗi cung ứng của hàng loạt đại gia, sản xuất quốc tế. Ad sẽ phân tích từng lý do để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Đồng ý thì cho Ad xin một like và chia sẻ video ủng hộ nha. Nếu xét về nhận định, miền Bắc có vị trí địa lý quan trọng và thuận lợi, thì chúng ta đều có thể nhìn ngay ra được những điểm nổi trội của miền Bắc so với những khu vực khác. Theo báo quốc tế Cushman & Wakefield, so với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc gần Trung Quốc cũng như Hàn Quốc và Nhật Bản vốn là hai nước đóng góp FDI nhiều cho Việt Nam. Không biết các bạn đã biết điều này chưa? Nối liền miền Bắc nước ta là hành lang kinh tế phía Nam của Trung Quốc, gồm một số vùng nổi bật như Thượng Hải, Hồng Kông, Thâm Quyến, Phúc Kiến và Quảng Đông. Đây là vùng kinh tế được chọn làm nơi đặt trụ sở của các ông lớn công nghiệp sản xuất, hóa sinh, thương mại và công nghệ điện tử. Nó cũng là khu vực chiếm hơn 30% tổng GDP Trung Quốc năm 2021, đồng thời đóng vai trò là cái giếng hút vốn đầu tư và phát triển kinh tế. Việc miền Bắc gần với vùng kinh tế lớn này của Trung Quốc là một điều vô cùng thuận lợi trong hút vốn đầu tư. Khi mà có những sự dịch chuyển hay là lựa chọn đầu tư ngoài khu vực Trung Quốc của các ông lớn công nghệ, thì việc dịch chuyển cơ sở sản xuất sang địa điểm gần hơn để tiện bề hoạt động cũng như giảm thiểu chi phí luân chuyển là ưu tiên hàng đầu. Minh chứng rõ ràng nhất là thời điểm hiện nay, khi đứng trước sự lựa chọn thoát ra khỏi Trung Quốc, các nhà đầu tư công nghệ đều xác định đóng đô ở miền Bắc. Bởi thứ nhất là gần những trụ sở cũ phía Trung Quốc có thể thuận tiện chuyển dịch. Thứ hai là Trung Quốc hiện tại vẫn là đầu mối chính nên việc dịch chuyển phải từ từ, dần dần, từ nguồn lực cho tới công nghệ và linh kiện. Các bạn có công nhận là gần bao nhiêu thì thuận tiện bấy nhiêu không? Ai mà bảo không là biểu hiện của một sự cố chấp lắm đó nha. Đặc biệt hơn nữa, không chỉ gần với đầu mối Trung Quốc, mà vị trí của miền Bắc Việt Nam cũng thuận lợi để kết nối với hai ông hoàng trong làng bán dẫn là Hàn Quốc, quốc gia đóng góp 18% nguồn cung vật liệu bán dẫn toàn cầu, hay với bán đảo Đài Loan, nền kinh tế đóng góp 63% nguồn cung vật liệu bán dẫn toàn cầu. Điều này thể hiện gì các bạn biết không? Đó là vị trí đắc địa của Việt Nam, giúp các ông chúa công nghệ dễ dàng hơn và giảm thiểu tối đa chi phí trong việc nhập linh kiện bán dẫn, một bộ phận không thể thiếu trong tất cả các sản phẩm công nghệ, mà lại là thứ họ không thể tự sản xuất ra được. Theo thời báo quốc tế Cushman & Wakefield, không chỉ có vị trí thuận lợi, miền Bắc Việt Nam còn cả một hệ thống giao thông thuận tiện và dày đặc, cực kỳ thích hợp cho vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Theo thống kê của Cushman & Wakefield, so với phía Nam, thì vùng kinh tế phía Bắc có nhiều đường cao tốc hơn với 13 con đường. Còn số đường cao tốc ở phía Nam chỉ bằng một nửa với 7 con đường. Đặc biệt cao tốc Vân Đồn Móng Cái thông xe toàn tuyến, kết nối với các cửa khẩu quốc tế, giao thương liên mậu với thị trường Trung Quốc, cùng các nước ASEAN, kết nối 3 sân bay quốc tế, kết nối chuỗi cửa khẩu quốc tế và các khu kinh tế, dịch vụ logistics hệ thống cảng biển, kết nối trục các đô thị lớn và không gian kinh tế, hành lang kinh tế biển. Về đường sắt, miền Bắc sở hữu 6 tuyến đường sắt lớn, đặc biệt dài nhất là tuyến đường sắt trục Bắc Nam kéo dài 1.726 km,
cực kỳ thuận tiện cho vận tải hàng hóa xuyên nội địa. Hơn nữa, theo Cushman & Wakefield, trong khi miền Nam có lợi thế là vận tải đường biển, thì miền Bắc lại có lợi thế đặc biệt về vận tải đường bộ. Đặc biệt, miền Bắc sở hữu tuyến đường bộ, thủy và sắt nối thẳng đến Thâm Quyến, được mệnh danh là thung lũng Silicon Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng và phân bổ sản xuất trong khu vực. Minh chứng là chỉ trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng lượng hàng hóa thông qua đường bộ của khu kinh tế trọng điểm phía Bắc đã lớn gấp đôi so với phía Nam. Không chỉ đường bộ, mà khu vực miền Bắc còn có 7 cảng hàng không, trong đó cảng hàng không quốc tế Nội Bài là nơi có nhà ga hàng hóa chuyên biệt. Chỉ riêng tại sân bay Nội Bài có 66 hãng hàng không vận tải hàng hóa hoạt động, là con số ấn tượng khi đặt cạnh Singapore, nơi đang có 99 hãng hàng không vận tải hàng hóa hoạt động tại sân bay Changi. Với gần 70 hãng vận tải hàng hóa này thì ông chúa tha hồ mà gửi gắm hàng hóa đi khắp thế giới. Nếu các bác ông chúa không thích đi bộ với bay thì có thể lượn lờ đường biển cũng vẫn là ok la. Miền Bắc có hệ thống hạ tầng giao thông đường thủy nội địa cực kỳ rộng mở nhằm hỗ trợ vận chuyển hàng hóa truyền thống khối lượng lớn, chi phí thấp. Với vị trí trung tâm đắc địa cùng hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không hay đường cao tốc xịn sò rẻ hơn cả lưới đánh cá như này thì chắc chắn mấy bác ông chúa công nghệ sẽ không bao giờ sợ trễ hàng với chậm hàng đâu nhỉ. Rẽ ngang rẽ dọc gì thì vút một cái là đến điểm cần đến rồi. Cảm tưởng như kiểu vừa ở Việt Nam mà mới ngắt một cái đã đứng ở Trung Quốc với Hàn Quốc rồi ấy. Và theo nhận định từ Cushman & Wakefield, ngoài vị trí thuận lợi của hệ thống giao thông ưu việt, dư địa phát triển, mở rộng quy mô cũng là một trong những yếu tố mà các nhà đầu tư cân nhắc trước khi ra quyết định. Theo Cushman & Wakefield, thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc cũng đã hình thành từ rất sớm và khá đa dạng loại tài sản để phục vụ các doanh nghiệp từ Trung Quốc và Đài Loan mở rộng nhà máy. Báo Cushman & Wakefield khẳng định, thị trường nhà xưởng xây sẵn, nhà kho xây sẵn cũng nhận được đầu tư đáng kể khi các nhà đầu tư trong nước bắt đầu tham gia phát triển các nhà máy hiện đại, sản phẩm chất lượng cao ngang tầm quốc tế với giá cạnh tranh. Bên cạnh đó, theo nhìn nhận từ phía Cushman & Wakefield, doanh nghiệp trong nước đang đẩy mạnh tăng trưởng và tăng cường đầu tư. Điều này báo hiệu một bước ngoặt lớn cho khu vực sản xuất trong nước, đặc biệt là ngành công nghiệp điện tử. Khu vực phía Bắc đang sẵn sàng nắm bắt cơ hội để nâng cao giá trị chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất và tăng GDP của khu vực. Với những gì nổi trội của miền Bắc mà ngay cả những doanh nghiệp trong nước cũng đã và đang hướng đến, thì việc các ông chúa xác định chọn miền Bắc là nơi đặt chân cũng hoàn toàn có cơ sở khẳng định. Tổng giám đốc Cushman & Wakefield nhận định, với các đặc điểm địa lý thuận lợi cũng như cơ sở hạ tầng đầu tư phát triển mạnh mẽ và hàng loạt chính sách thúc đẩy đầu tư từ chính phủ, có thể nói miền Bắc Việt Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết để thu hút loạt ông chúa đến làm tổ và đóng góp hơn nữa vào GDP Việt Nam. Và trong bối cảnh ngành sản xuất đang tìm cách phân bổ lại chuỗi cung ứng nhằm tránh phụ thuộc vào một quốc gia, cũng như với điều kiện thuận lợi và chính sách đầu tư hấp dẫn, miền Bắc Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành cánh tay đắc lực của công xưởng thế giới và là trung tâm sản xuất linh kiện điện tử của toàn cầu. Nói tóm lại thì, nguyên nhân chính là vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng chất lượng, cùng với chuỗi phát triển kèm theo của các doanh nghiệp nội địa là những gì các ông chúa công nghệ nhìn thấy nổi trội ở miền Bắc và chọn làm cứ điểm của mình. Theo các bạn trong mấy yếu tố trên, thì cái nào là chủ chốt nhất? Comment ý kiến của mình ở phần bình luận nhé! Nhưng sao ấy cứ thấy thiếu cái gì đấy nhỉ? Các bạn còn thấy lý do nào khác hợp lý thì cũng chia sẻ ở bình luận để cùng nhau ngâm cứu nhé. Tiện tay thì cho Ad xin một cái like, subscribe và chia sẻ video với nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà tí ở video tiếp theo.